Shop Akzun.com, shop bá ạt liên quân, BUBG Mobile uy tín, giá rẻ. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay mình sẽ chơi cái tựa game Just Cause 4 này nha các bạn. Ok, thì ngày hôm nay mình có một cái thí nghiệm rất chi là nho nhỏ với cái game Just Cause 4 này các bạn ạ. Đó chính xác là mình sẽ sử dụng cái máy bay cargo để chở người nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ spam cái máy bay cargo ra nha các bạn. Thì cái mã code của máy bay cargo thì chúng ta cứ vậy ấn spam này và flan tap một cái. Đây ha, đây chính xác là ba cái máy bay cargo lớn nhất trong game này ha các bạn. Ok, mình sẽ sử dụng con cargo này đi. Wow, rất chi là to và khổng lồ luôn nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vô trong cái con cargo này và chúng ta sẽ spam người ra nhá. Đây, đây là khoang hàng của cargo nha các bạn. Đó, vô cùng to và rộng lớn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiếm mã code của người nhá. Thì người nó có mã code là spam này và ấn M. Đó, M thì chúng ta có một số loại xe cũng có tên M đấy ha. Nhưng mà chúng ta sẽ kiếm người nha các bạn, chứ không phải là kiếm xe nha. Và đây này các bạn này, đây chính xác là một số người dân. Đây có vài ba nhân vật nữ này. Ok, mình sẽ spam nhân vật nữ này ra nha. Wow, một em da trắng tóc ngắn các bạn ạ. Trên tay cầm khẩu Compact MG luôn. Nhưng mà cái máy bay nó hơi rung lắc. Ok, rồi bây giờ mình sẽ spam mắc người ra nha. Càng nhiều người càng tốt các bạn ạ. Có thể là 100 người hoặc là hơn ha. Rồi, 10 người rồi. 20 người, ok. Thì ra chỗ này spam tiếp. Và lúc mà spam như thế này thì người nó chồng lên nhau, nó tạo ra một cái hiệu ứng giống như kiểu là chồng cây chuối với nhau vậy. Nhìn vô cùng đã mắt luôn này, các bạn thấy không? Đấy ha, chỗ này là 20 người rồi đấy. Rồi, bây giờ mình tiếp tục. Ôi. What? Cái này gì thốn? Ủa sao mấy em gái này lại xuống dưới đất rồi? Có cái gì nổ vậy ta? Oh my shit. Ê, từ từ để mình ra ngoài kiểm tra xem coi nha. Có cái điều gì đó nó hơi sai sai. Oh my shit. Ủa sao bọn Blackhead lại ở đây? What? Ôi chết rồi, lên sao rồi các bạn ơi? Surprise motherfucker. Oh what? Ôi, ảo vậy? Ủa ở đâu ra cái này vậy? Ok. Ok fine. Mình méo hiểu chuyện gì xảy ra luôn các bạn ơi. Rõ ràng nó như kiểu là một phép màu, một loại ảo thuật gì đó mà mình mới biết được luôn các bạn ạ. Mình vừa ra ngoài ngó xem coi ai tấn công máy bay của mình. Ra là bọn Blackhand. Và sau khi vô đây thì tự nhiên có cái chảo này luôn. Và mấy em gái của mình gần như là chết hết rồi. Ok. Thôi bây giờ mình sẽ ra máy bay khác và làm lại nha các bạn. Chứ máy bay này nó không ổn rồi ha. Ok, mình đã load lại cái map rồi nha các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ spam cái máy bay ra nha. Ok, cargo này. Wow. Spam giữa đầu mình luôn các bạn ạ. Cái con cargo này thì là cái con cargo bên phe mình nha các bạn, chứ không phải phe của bọn Blackhand nha. Nên nó có màu vàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô trong cái khoang này và bắt đầu spam người ra nha các bạn. Thì lần này mình sẽ chọn một người dân bình thường thôi nha các bạn. Cũng không phải phe địch và cũng không phải phe bạn mình nha. Là một người dân rất chi là bình thường thôi nha. Và ok, spam ra thôi. Wow, một em gái nhảy múa rất chi là xinh xắn. Tóc xoăn xoăn mặc váy nữa chứ các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ spam cái em gái này ra nha. Wow, rất chi là nhiều đây. Ok. Vâng, 10 người trước nè. Rồi, ra chỗ này và tiếp tục 10 người tiếp ha. Đó, spam như vậy thì mình nghĩ chắc nó sẽ nhiều hơn là spam theo cái kiểu mà chúng lại một cục ấy các bạn ạ. Rồi tiếp tục này ha. Rồi 40 người. Tiếp tục. Chúng ta sẽ spam cho đến khi nào mà nó không spam được nữa thì thôi nha các bạn. Nãy giờ quên không đếm, bây giờ cũng chả biết bao nhiêu người nữa các bạn ạ. Các bạn nào biết thì nhớ comment cho mình biết nha. Mình thì không nhớ bao nhiêu người nữa đâu. Khoảng rất chi là nhiều rồi. Toàn là những cái bà nhảy múa này không à. Tiếp tục này. Vẫn spam được nha. Mình tưởng không được chứ. Ai ngờ vẫn được bạn ạ. Đó, nó đang spam ra kìa. Và
và có vẻ hơi lác lác rồi. Rồi tiếp tục thêm một lần nữa xem coi nó như thế nào nhá. Lác rồi bạn ơi. Thôi chúng ta sẽ test bằng đây người nha các bạn. Rất là nhiều những cái bà đang nhảy múa như thế này luôn ha. Và ok, bây giờ mình sẽ lên máy bay và lựa chọn một cái địa điểm để chúng ta có thể thả người này xuống nha. Rồi, đây là cái chỗ của mình nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ thả người xuống cái sân bay khác đi ha. Mình nhớ góc này có cái sân bay này đây ha. Ok, chúng ta sẽ bay từ cái chỗ cuối map và lên cái đầu map nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất chi là xa luôn. Để xem coi là nó có bảo tồn được cái số lượng người ở trong đây không nha các bạn. Rồi ok, mình đi nha các bạn. Ôi, có vẻ hơi giật lag. Oh my god. Rất là giật luôn các bạn ạ. Oh my shit. Ôi, có một bà rơi ra luôn kìa. Ui. Nhiều người quá ôi. Ôi, vãi cả trưởng ạ. Người bay ra ngoài luôn các bạn ơi. Rất là giật luôn. Hiện tại mình đang chơi cái tay cầm và cái tay cầm của mình rung luôn các bạn ạ. Đây, để mình để dưới đất cho các bạn xem nha. Đó, các bạn nghe thấy tiếng không? Tay cầm rung đấy. Ok. Ui, giật lắm các bạn ạ. Cứ mỗi lần điều khiển cái máy bay là nó giật. Ôi. Như lại ỉa người xuống luôn các bạn ơi. Wow. Oh my god. Không biết là chở người có đến được an toàn không. Ui, người rơi các bạn thấy không? Oh my shit. Người rơi tá lả luôn. Wow. Chất chơi người rơi đấy đấy. Người lại bay nữa này. Oh my shit. Oh my god. Nãy giờ mình để ý là cũng phải bay khoảng tầm 30-40 người rồi. Ok, chúng ta sẽ rất chi là từ từ ha. Wow. Có vẻ là im ắng, không biết là còn người không nữa. Theo mình nghĩ là mình sẽ phải bay cao một tí rồi mình sẽ vô trong cái máy bay xem coi nó như thế nào ha. Ui, vẫn còn nha các bạn đấy. Các bạn thấy người rơi không này? Tá lả luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử vô trong cái khoang máy bay để xem coi là còn người trong đấy hay không nha. Không biết là còn ai không. Wow, vẫn còn nha các bạn. Còn khá là đông nè. Vẫn đang nhảy múa trên máy bay. Một số bà thì chết rồi, nhưng mà ở chỗ này cũng khá là đông ha. Rồi, mình tiếp tục là mình lên máy bay và đi đây. Phải nói là spam người trong đây nó rất chi là lag luôn các bạn ạ. Đấy, lâu lâu nó giật một phát đấy. Quá là nhiều người cơ mà ha. Đấy, lại giật nữa này. Phải cắt trưởng ạ. Để mình thử phóng nhanh xem coi nó như thế nào nhỉ các bạn. Đi nhanh được luôn. 360 km/h. Lại có người bay nữa rồi kìa. Oh my shit, bay rất là cao ha. Oh. Wow. Quá là kinh khủng các bạn ạ. Thì nếu mà các bạn thích cái thử thách của Just Cause 4 này có mặt trong GTA 5 thì cứ nói mình nha. Mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Và mình sợ là nó lag quá thì có thể nó sẽ drop game ấy các bạn ơi. Nó crash game ấy. Rất chi là sợ. Nên mình sẽ đi từ từ thôi nha. Ok, rồi vô ngó xem coi còn ai sống hay không. Rồi xem nào. Wow, vẫn còn rất là đông nha. Oh my shit. Không thể tin được là những cái người này vẫn có thể sống sót ở trên máy bay luôn. Ok, tiếp tục là lên máy bay và tổ lái đến cái vị trí checkpoint nó ha. Lần này thì mình không thấy là cái tay cầm của mình nó rung nữa các bạn ơi. Có vẻ như là ít người đi thì nó sẽ đỡ rung hơn. Cái đường bay của chúng ta thì nó nằm ở gần bên mặt chẹp chéo các bạn ạ. Nên chúng ta sẽ phải quanh quanh hướng này nha. Ui, quá giật luôn. Wow. Và bây giờ thì mình không thấy có hiện tượng người bay nữa nha các bạn. Mỗi tội là có cái hiện tượng giật giật rồi. Xem tiếp coi. Vẫn còn nha các bạn. Vẫn bảo tồn được số lượng này. Một số bà trong kia thì chết ngắc. Khoảng tầm 10 bà chết. Và một số bà ở góc nuôi thì vẫn đang vui đùa và nhảy múa ha. Rồi tiếp tục mình lên máy bay đây. Mình chỉ check tí thôi. Wow, gần tới cái đường bay này này các bạn ơi. Và mình nghĩ rằng là con máy bay này có thể chở người được nha các bạn. Chở rất chi là nhiều người luôn. Và một số người thì chắc chắn nó sẽ bị bay ra. Do game mà ha. Game nó chỉ làm được như thế thôi. Ui, lại lag nữa rồi. Không thể tin được mà. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu là hạ độ cao nha.
nhưng với cái hiện tượng lag như thế này thì mình không biết là có hạ nổi hay không nữa các bạn ạ. Hên xui nha. Rất là nhẹ nhàng các bạn ạ. Ok, mình bắt đầu là hạ tốc độ đây. Đừng bay nó ở góc chéo chéo rồi. Chúng ta sẽ phải bay thẳng thẳng một tí, sau đó rồi tổ lái lại ha. Ủa, lại giật nữa rồi. Cứ mỗi lần mà mình bắt đầu là mình quành cái máy bay ấy là nó sẽ bị giật giật. Rồi rồi, đỡ rồi, đỡ rồi. Đấy, lại giật này. Quá ẻo luôn ha. Rồi 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 rồi, bắt đầu là hạ tốc độ và chuẩn bị đáp vô cái đường bay nó ha. Ok. Ok. Rất là nhẹ nhàng các bạn ạ. Mình chỉ sợ là nó không đáp nổi thôi, do nó giật như thế này cơ mà. Rồi rồi, rất chi là bằng phẳng rồi ha. Ok. Bắt đầu đáp vô sân bay nào các bạn ơi. Ôi. Ôi no 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 no. Ui, lại lag rồi. Ôi. Một pha đáp rất chi là ảo diệu. Ôi. Vãi trưởng ạ. Wow, và máy bay vẫn chưa hề hấn gì nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô ngó xem coi là còn bao nhiêu người nha. Wow, còn rất chi là đông nha các bạn. Để đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 44 người các bạn ạ. Ui, trong đó là 33 người là sống sót nha các bạn. Còn bằng nào đấy là chết rồi. Đây này, chết rồi này. 33 người sống sót thôi. Và kết luận của mình rằng là máy bay này có thể chở rất chi là nhiều người nha các bạn. Và khi nào mình sẽ thử cho GT5 xem coi là cái vật lý của GT5 với lại cái game này so sánh với nó xem coi là cái nào hơn ha. Ok, ở chỗ này là chúng ta có 70 người nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái máy bay và mình sẽ test xem coi là con máy bay này nó có chở được 70 người này khi mà mở cái khoang hàng ra hay không nha các bạn. Rồi ok, bắt đầu là đi này. Wow, ui 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 ui, lại giật rồi các bạn ơi. Ui, tay cầm bắt đầu rung. Ô, và nó ỉa người ra luôn này. Ui, như pháo hoa luôn. Ok, 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 ok. Cái đường bay này nó hơi nhỏ các bạn ạ. Mình bị đâm vô cái tường kia. Rồi, bây giờ mình sẽ lùi lại và mình sẽ test cho các bạn xem nha. Có vẻ lần này lùi thì cái tay cầm nó rung rất chi là mạnh các bạn ạ. Đấy, chưa kịp bay mà người đã bay tá lẻ rồi này. Các bạn thấy không này, đấy. Nó bắn ra như kiểu súng luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ phóng lên nhá. Rồi, tăng tốc và đẩy hết gas số lên nào. Ủa, lại giật rồi. Oh my shit. Rồi, mình sẽ check boy đã nha các bạn. Check boy đến cái địa điểm mà chúng ta bắt đầu vừa nãy nha. Chính xác là cái sân bay to này nha các bạn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ mở khoang hàng đấy nha. Wow. Người dân đứng ở trong đấy luôn các bạn ơi. Có một bà đang kiểu lơ lửng kìa, các bạn thấy không? Wow, hay đấy các bạn ạ. Nếu mà trong GTA 5 thì mình không biết là nó có cái hiện tượng như thế này không, nhưng mà trong game này nó quá là hay luôn. Oh my shit. Họ có thể đứng được ở trên máy bay luôn nha các bạn, khi mà chúng ta có thể mở cái khoang hàng vậy nha. Wow, hay đấy các bạn ạ. Oh. Ok. Giờ mình sẽ thử đóng ga đóng số xem coi nó như thế nào nha. Wow, vẫn đứng được luôn. Oh my shit. Đứng được luôn nha các bạn. Wow, được. Nãy đông người có bị crash game các bạn ạ. Cay vờ lờ luôn. Nhưng không sao à. Bây giờ mình sẽ test theo phong cách khác nha các bạn. Đó chính xác là trải người dân trên lưng của máy bay nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu là spam máy bay ra này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta lên trên lưng máy bay và trải người dân hết cái mặt lưng của cái máy bay này xem coi nó như thế nào nhá. Rồi rồi, để mình lên đây các bạn ạ. Rồi, trải người dân ra nha các bạn. Xem coi là họ có bị sao hay không nhá. Ok, một người này. Hai người này. Ba người này. Ok, mình đã trải rất nhiều người dân trên cái máy bay này rồi nha các bạn. Vô cùng nhiều luôn này, các bạn thấy không? Đó, đây để mình trải thêm một số người chỗ này nữa cho nó đủ. Ui giời,
Thời lag rồi các bạn ạ. Thôi mình trải vậy thôi nha. Mình sợ nhiều quá nó sẽ bị drop game tiếp đấy các bạn ạ. Đó, rất chi là nhiều người rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên máy bay và xem coi là họ có thể đi trên cái máy bay như thế này hay không nha. Ơ, hình như là nó bị mất một số người ở trên cái cánh máy bay này kìa các bạn kìa. Chắc có vẻ đông quá nên nó bị biến mất nha. Thôi không sao, đi vậy rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ đi thử nha, và đi thôi. Ok, đi nào. Rất chi là nhẹ nhàng. Để cho người ta có thể bay được. Wow 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 wow. Rất chi là nhiều người nhảy múa trên đấy luôn. Ôi giật rồi, giật rồi, giật rồi, giật rồi, giật rồi. Hơi giật tí đoạn, bay lên luôn hả. Wow. Đi được luôn nha. Nhưng mà lag lắm các bạn ạ. Wow. Ghê vậy. Đứng yên luôn các bạn ạ. Ui. Ok, mình ra máy bay cho các bạn xem nè. Wow. Họ có thể đứng được ở trên lưng của máy bay luôn nha. Wow, quá chất luôn các bạn ạ. Ok, mình vô lại khoang đây. Giờ mình sẽ đóng hết số luôn xem coi như thế nào nhá. Wow, ok, vẫn đứng được nha các bạn. Rất là khủng luôn. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một pha mạo hiểm luôn này các bạn này. Đó là mình sẽ quay 360 độ với con máy bay này, xem coi người ta có rớt xuống hay không nha. Rồi bắt đầu quay thôi. Oh my shit. Oh my god. Oh my shit. Oh. What? Đứng nghe luôn các bạn ơi. Oh. Wow. Vãi cả trường ạ, vật lý. Ui. Ôi, lạc. Vãi cả trưởng mình Santo một vòng đó rồi. Mà họ không hề rơi luôn nha. Không một người nào rơi luôn các bạn ạ. Vãi cả trưởng thật. Dính như keo dính chuột luôn các bạn ơi. Đây, quay lại một vòng cho các bạn xem này. What the hell. Tăng tốc luôn này. Đó, bây giờ là tôi bay ngược luôn nha. Đây, bay ngược này. Vãi cả trưởng thật. Oh my shit. Đấy, bay ngược rồi nha các bạn. Đây, ngược rồi này. Mà người dân họ vẫn đứng, họ nhảy múa như thật luôn các bạn ơi. Vãi nồi. Ok, có vẻ hơi lag rồi các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đâm người xuống xem coi là họ có chết hết hay không nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuống và đâm xuống nào. Lag quá. Ra luôn ạ. Để xem coi là người dân có chết hết hay không nha. Wow. Máy bay rơi. Ui giời, vẫn lag cơ mà. Ôi, bay người hết luôn kìa các bạn ơi. Các bạn thấy không? Người đang bay kìa. Và để mình xem coi là người dân họ có chết hay không nha. Xuống nào. Ui, lag quá. Sao nó lag vậy nhỉ? Ok, đâu rồi? Ủa, vừa nãy mình thấy có mấy cái xác ở đây cơ mà bây giờ biến mất rồi các bạn ơi. Và mình kết luận rằng là cái vật lý trong Just Cause 4 là cái vật lý dính như keo dính chuột các bạn. Máy bay ngược như thế, người dân đứng yên tại chỗ luôn. Không hề té luôn nha các bạn ơi. Quá khủng và quá trâu, quá chất ạ. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một pha cuối nha các bạn. Đó là một pha hoành tá tràng ha. Một pha gọi là phá hủy ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ spam về đây và làm pha đấy nha. Rồi thì cái pha phá hủy này thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái chiếc máy bay to này nha các bạn. Và mình sẽ cho rất là nhiều người dân vào trong cái máy bay này. Sau đó mình sẽ phá hủy nó, xem coi là người dân người ta sẽ bay như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ spam người dân ra để xem coi họ sẽ như thế nào nha. Rồi, ok, mình đã spam ra mắt người dân rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ ra ngoài và phá hủy cái máy bay này, xem coi là nó như thế nào nha các bạn. Rồi, ok, chạy ra ngoài và phá hủy nó nào ha. Mình không biết là nó có thể nào mà phá hủy được hay không nữa. Tại vì hiện tại là mình đang sử dụng cái súng mà cung các bạn ạ. Với lại cái khẩu súng này thì chắc mình phải gọi súng khác ra nha các bạn. Có LBG hay homing gì không ta? À đây, LBG này các bạn này. Rồi, chúng ta sẽ gọi LBG ra và phá hủy nó nha. Rất là nhiều người dân trong đây rồi này các bạn ơi. Rất là nhiều. Ui, bay lên trời luôn kìa. Ui, chưa phá hủy mà đã có 4-5 người bay lên trời rồi. Wow, rất chi là khủng đấy. Phá hủy này thì không biết
nó sẽ như thế nào đây. Ui, vẫn bay lên này các bạn thấy không? Đấy, vẫn bay lên nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắn vào cái máy bay này để xem coi là như thế nào nha. Để mình đi kiếm view nữa các bạn ạ. Xa xa thì kiếm view nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắn xem coi nó như thế nào nha các bạn. Và ok, bắn thôi. Wow, máy bay quá trâu luôn các bạn. Oh my shit, có một người bay ra nhưng mà máy bay chưa nổ. Wow, nó nổ rồi. Ui, hình như là... À, có bay. Ui, đấy các bạn thấy không? Ui. Wow, dính hết lên trên kia rồi kìa. Ui, wow, giống như kiểu pháo hoa ấy nhỉ. Quá đẹp luôn, đấy các bạn thấy không này, người bay này. Ui, lạc quá. Hi, đấy. Wow. Vẫn đang bay, bắn thêm phát nữa này. Có vẻ là im ắng rồi các bạn ạ. Tất cả mọi người đã chết hết rồi. Chết hết rồi nhá. Đây, xác người tứ tung. Người thì banh háng ra, người thì ưỡn ngực ra và chết. Ôi, vãi trưởng, có vẻ cái bà bị dính một cái máy bay rồi các bạn ạ. Các bạn thấy không này. Dính, vãi trưởng ạ. Dính ơi là dính luôn này. Và ok, chắc có thể là cái video này của mình cũng tới đây thôi. Thì thí nghiệm ngày hôm nay mình biết được là Just Cause 4 có cái vật lý là keo dính chuột nha các bạn. Mọi vật đều dính vô cái máy bay nha. Thì vâng, chắc có thể là video này cũng tới đây thôi. Thì nếu các bạn thích video này của mình, hãy nhớ bấm cho mình một nút like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nha. Đừng quên comment đóng góp ý tưởng về cái game Just Cause 4 này giúp mình nha các bạn. Và ok, bây giờ thì clip ở đây thôi. Thì bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. I feel better.